សួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហគមន៍បរិញ្ញាណជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ១រោចខែអាសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ២៥៦៦ត្រូវនៅថ្ងៃទី៩ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ២១៧កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិញ្ញាណសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗ នាទីកំសាន្តចុងសប្តាហ៍របស់អាស័យខលមុំពីក្រុងកូឡំបូសរដ្ឋអូហាយូនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទីនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញនិងរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដូចគ្នានៅពេលតម្លៃម្រេចដាំកបាចុះ ស្ថាប័នរដ្ឋនានារបស់ប្រទេសថៃប្រកាសប្រមូលទិញជ័រកៅស៊ូពីទីផ្សារក្នុងស្រុកខណៈតម្លៃកំពុងដាំកបាជុលយ៉ាងគំហុកប្រធានាធិបតីចិនបានពន្យល់ពីក្រុងហុងកុងមិនអាចឆ្លោះឆ្លើយឬបាយបាក់ផ្ទៃក្នុងដែនខាតចំពោះមុខភាពតានតឹងនៃសកលលោកនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសា អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញនិងរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដូចគ្នានៅពេលតម្លៃម្រេចដាំកបាចុះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញឆន្ទៈដូចគ្នាស្របពេលតម្លៃម្រេចនៅកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកដោយពួកគេចាត់ទុកថាមានតែរកទីផ្សារនាំចេញទៅទេទើបជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដាំម្រេចនិងកាត់បន្ថយការយកផលចំណេញច្រើនហួសហេតុពេកពីឈ្មួញកណ្ដាលនៅអឺរ៉ុប អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវរកទីផ្សារម្រេចដែលខ្លួនឯងដើម្បីកាត់បន្ថយការកេងចំណេញពីឈ្មួញកណ្ដាលនៅអឺរ៉ុបនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគួរនយោបាយនៅជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុផលលើកឡើងថាទីផ្សារម្រេចចុះថោកនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេបញ្ហានេះមកពីឈ្មួញកណ្ដាលនៅអឺរ៉ុបកេងចំណេញខ្លាំងពីអ្នកដាំខណៈនៃការដាំដុះនិងការប្រមូលផលកើនឡើងខ្
tầm lai bà bốn đô la tại bên ní lục bàn ta chiêng bây đô la bà nông lúc bên trên tôi sẽ nạp bài sẽ được cảnh khác mình cả tạp bây giác phơi mấy cảm bình chứa tại ai để xa đầm lai xa mở rộng đồ đài tiếng mưa cầm hồn mấy người cảm bình chứa tại đâu bị thịt sát mấy đầm bây nô mấy người khuôn ai để càng tìm xa ở rộng mình chẳng bạch tà mà dẹt cho mùi cần đà tiếng bí nẹ bà mô tình mấy người bí nẹ đà mấy người trời chê chân này mấy người xa mấy xâm ráng ai mình còn được hiệp lộ chiến mùn nên tìm mấy nẹ đám của bạn thực chất nơi tại đám đồn đá bằng tay vào đồ vị thi xác lập bầy vào một hòa bếch càng tại nơi cổ nộp hiếp chiều mặt đà là bảo tệ xem xếng đôi chìa ca thái tròm ở lỗi trường muốn cắt bằng thôi ca và bạc kỳ mỹ nâng nghệ mộc rai chi sẽ đầy điện bình bởi tế Việt Nam đám đồn rít đi lên Campuchia đó từ đọc đồn ảnh nộp hào phế này có lụa bàn thao đôi Campuchia đài cả vì bầy được buôn chân nằm bốn mấy lăng thái cấp quốc khăn rồi hốt đó từ bàm buôn đồn là tại khả năng mốc nhẹ đàm đọc cả lãng từ Việt Nam cả lãng trang trình kê cho nơi lệ riêng tính mũi bà thiệp được khả năng đồng bọn à diện
bên đó mọi người này dễ bề dễ mà lại dễ là cảm chìa nên dễ chỉ luôn mấy cảm chìa mình mềm luôn mình đặt tế lụa trên tại bàn thay thao khi nông mình táo bàn tại bay quan bàn rồi là bàn nông đại ca bị chia năm một năm lấy bàn bay quan đồn lá khi nông mình táo nên bàn này dễ bề đồng này mà đấy nơi khai của bông mốc nơi khai của bông tràm đi ăn mình cầm bột vĩnh lụa bàn thay phô chiên kế bông vừa được thì được bảo viên miền trung một bọt sầm lấy miền tạo sừng ngắn cho bệnh trí nâng tiếp xa ở rộng sạp chẳng nàng có đá mấy thang còn bồn trăm bồn khúc mô bật tên là kỳ lý nâng khai mật đời kỳ lý đồ bàn phò là trả chiếc mấy cầm bồn khá lạc vấn đáy lụa bàn thao chiếc khai cầm bồn lực chẳng sắp hòa tha mà giang tiết có ai như mình chế bàn thá tên làm lại thật lệ cầm khúc tại ca sĩ có khá lạc mình tôn bằng chính tỷ cư có tục sân cả đáy lộ làng thật lại nếp bế cầy tạm cả bàn bảo mán cảm chiếc đàm mệt bàn chiếc bì mờn tón nơi chân nàng bì bà bà bì nì bàn tay dì gà sọc đáy chân nàm nì càng làng khá lăng tay khá lẹ thay khá lăng đáy cả nạ đầy chân nàm môn cảm chiếc phở bàn để chiếc bì mờn tón vần nọ thì chân tay mình càng lăng chiếc bì mờn tón chân nàm tầm một chân nàm nạ trá nó áp thòi rồi khám ca bà lật năng tuy lơ tuy bà đời cả hay cho mình lơ trá nè chân dơ tha nè chân môn bà đá nợ rộp á mình đã nói ở rộng nâng kê để thật lập được nâng kê kê tạ áp tập tế nạ thật lập mình chẳng khăn lấy dưới này chẳng khăn là Việt Nam là kê dư lên nâng kê kê tạ áp thì chẳng thấy hay tụi nó nạ tập tế nạ nằm chẳng khắc chẳng thấy thầy đấy nằm thêm đựa tay chẳng dư thay rừng tành hà nâng kho tành hà môn kê đá môn kê đá nâng kê có môn thông thông nơi ở rộng á kê nạ thuyết ạc á dùng tam là bài ca pi cơ xuông cả sự cám bởi cam bị chia đam là đau bầm pi còn lại sẽ khiến là cam bị chia nông lúc hai bốn mông đam tràn chỉ kỳ chỉ một khiến ní rồi dẹp về bốn chín năm chung cõi cả đam bởi cả làng cửa cả sầm có đại ca và một hót bàn càng lớn chết pi còn pram rồi táo được chín năm pi còn đập bầy đa phần màn chết mùi mơn pi còn táo được chín năm pi còn đập mùi trong quốc tế đây đám đô can pi bơi rồi bay sang mặt đá nơi chân nằm pi còn đập bầy đo vào mùi bón người rồi một hơi buồn hết đá nơi chân nằm pi còn đập ra mùi lúc chăm sóc hoa ban đại ca prui bà rằm tha chân nằm cai ca và một hoa căn thể căn lên hai chú mưa gần đá nơi ở rốc căn thể bàn đáy bằng áp thay lấy hoa bị bà thay lẹ lên nhẹ đắm nơi phạc hạt mà đấy nề bề là cột bên đó bị bụi kê bà từng chật đầm tam ca lượng lang được bỏ lột chăn sổ phó mới tùng nâu chỉ được bàn thái lấy tiếp đó đọc cho nằm tới khẳng mụn nơi cầm chia cả sự thàm ở đất hiện trang bàn thân học của được chia bàn tuộc bây chỉ thái lấy mượn tàu bây con đợt lá còn nơi tay chồng nành dài miền này thà tầm lại bây con khăn nâng mượn tàu trong này bàn mượn con đợt lá khăn nâng mượn tàu tại phải chữ bón bốn con đợt lá miền này thà คือจํานวนปีปอนด์ดอลลาร์อ่ะเช่นเดียวกันอาจมีวิธีมวยดําไปเอาบ้านไทยพุทธคือตัวคัดคําถักตองแบบบ้านละอ๋อไอ้บ้านเป็นแบบพุทธเมื่อไอ้ดัดดอเมื่อถักตองมันเป็นแบบดัดดอน่ะที่ทําไปเฮ้ยกูแต่คัดคําอนุวัตตามวิธีสวัสดิภาพแต่ให้เป็นสวัสดิภาพนั่นคือบ้านไทยก่อนมาได้มันปลาเทียบกินมีแค่เล็กๆ ហើយមកអាចទៀតគឺឈានទៅផលិតជាស្រីរៀងជាលក្ខណៈស្រីរៀងគឺប្រើទៅអាចពីឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំចំពោះអ្នកណាដែលការជិតគីមីរួចហើយទៅថ្ងៃអាចបានគុណទៅ2ដែរចំណែកក៏ដោយអ្នកនៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគិតគូរលើបញ្ហានេះនិងកំពុងរកទីផ្សារនាំចេញដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដាំ นั่งวิ่งเจ็ดสิบเจ็ดปีสามคนอายุมือที่จะมองกระสุนลายสามปอนด์สมุนไพรมาตอนอันเลิศกระสุนวิทยาลัยมาปอนด์ปีร้อยจนปอนด์สามร้อยในใจในใจการล้างในการดำเนินการกระสุนนั้นวิจารณ์ติมมอนมีนบุญตามเมืองต้าตุ้งแตงประเทศอันเลิศล้างต่อสามต่อเมืองต้าหายอันเลิศวิจารณ์ดอลเมียนจะเอาหน้ากำบังกระสุนเจ้าดำไปตามมาริกดอลดำมาริกบานเจ้าดำตำลายมาริกวิจารณ์ติมมอนมืด ក្នុងមហិច្ឆតានោះឥឡូវមកនៅទីមើលមកមើលតាមព័ន្ធហើយអញ្ចឹងអានឹងវាជាសេដ្ឋកិច្ចក្រមទីផ្សារដែលធ្វើមិនឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការផ្គត់ផ្គង់និងចំនួនពលត្រូវការនឹងក្រៅពីនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរត្រៀមកញ្ចប់លុយដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់តម្លៃមរិតយ៉ាងគំហុកតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានចងសង្គមមានអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើង
đầm lại bên nhà cảng bên chiều cho thao chia bình đồ tiền tài viên mình thao của bên thốt của tỷ đại ca cho thao ní sau về ca và một hồi trồng đáy nâng cả sẽ có chắc là đầm lúa bằng hà mà đã là đầm lại bên cho thao thì mỗi một vị ca đầm được cả lớn vì xe Việt Nam và là trở lại chiều muốn được bàn tin vì cảng bên chiều thì bị yêu bằng đơn con được thêm mà đấy vì xe là bình tân nơi và tiền Việt Nam nên hai cư chị ở thành phố che mà đào cắt một chỉ xong mà đặt ca bằng chân là thảo mốc chia vì xe chức năng vì vào đầu làm bấy đừng bị hỏi bà bó là cô nên dùng bài cái là bạn đấy để đơn nằm lại cả sự hỏi cho tháp ở miền tìm xa ca nghi cho bà luôn bà bó miền này bì tí mưa cái là bà nên dùng bài nên ta thảo bị bà cầm chia chạp đám kết cứu đồng bấy bà sẽ chân nào bì cả sự cò tí bí bà rất thật vì bà mình kết cứu ở bí bà nhà ní nè đặc nằm bởi tên được bắt bóng xâm lý quam trô bí bố rõt tí mối vì riêng dịp tư lý tích của vô dương thầu tìm xuân này bán buồn lõ nè sẽ cho nó cả chỗ thịt xá nó có vấn đề vậy để nâu ai tôi bán nó tí mối cứ rất thật vì bà nó thầu tư ca quam trúc đó không hôn nóng sọc nóng vậy chưa còn nó là ตัวเราตัวมาไปตัวที่ตัวที่จะได้ที่นะตัวยังก็มาเป็นตัวที่จะดำเนินการเป็นที่ที่ยังเท่ามีจุดต้นนะมันเป็นจุดต้นอย่างเช่นจะดำอะไรจ้ะบ่าเท่ามีการมีที่อันเป็นพิเศษเหมือนแทนช่วยจะดำอะไรนั้นมันไปกอดกอดบ้านที่เป็นจุดหรือการดำยังกอดหรือการกอดจบน้อยเซนยังกอดทางสักเลย เดี๋ยวแต่ผมบอลละสองเคสยังคือแถวมีต้นเป็นอันเป็นมาเล็กมุ้ยมันไปช่วยถึงโลละกอดกับหมอนกอดมุนคลุนเป็นแต่ตรงนังกาบอลเติมนังกาสองตัวในเชียงไอ้มือเทียบยิงแถวมีต้นหยาบเตรียมจะเอาไอ้คมพ้นคือก็เอาไอ้ตะกุ่มดำดำมาเล็กนั่งนำไปคือการที่ยกคืออย่างไรที่เคลียงอะไรที่กายชนายตกตกไอ้กายชนายมาเล็กนี่จะตามสองนาทีสายถอยนอนเสร็จนั่ง บ่ายไว้สําหรับนอสไลเวงថ្ងៃนี้คือถึงไม่เอามีมันไตรจํานวนทางการมีกะกรรมการมีสตองดาจอกจะคือการอยู่ดําเล็กนั้นมันไปกดอาจมันเป็นเมล็ดกระทําสตองดาที่ 3 ชิกาฉลายตอบเนี่ยเราเปรียบขนาดปะกันมันน่าหยุดสอยซานเลือกหลังคาเราทำอีกบ้านมันตอนเตรียมกันชอบทำอีกการแต่กับพวกเราติดซานนอมเชิงเมล็ดบรรทมิบ้านดังอัมพีปัญญานี อะไรนี่คือสมาคมที่ตรงเลยจอมจ้ององค์เรียนหลักศาสนาแต่ศาสนาเรื่องทางศาสนาบริเวณในมอชุบานล้อมันไปก็เอาเรียนเนี่ยเรียนตลอดคุณภาพบริเวณกระต้อนนั่งโจมจุ่มเรียบท่าไทยมาได้เบียบานทะเลปีประมาณปีปอนเดือนแรกนั่งเหมือนเต้ามึงในตรังบัวปอนเดือนแรกเชียร์มาช่วงเดือนนี้ในสกมายกับมาไทยดาวเวียดนาม มันอีกไม้มันเป็นเชียงจะสับเปลี่ยนเรื่องใดติงเดชบุญกันได้อยู่ตลอดอวิดนามประสบบางเมียนอวินยุคต้นขนมกาสำอางนมจีนตัวแต่การปฏิเสธเสียโดยเชียร์การวินยุคนมวิสัยเสริมองค์ก็นกือเชียร์การละอ้อสมัยประชาบารอปอนเมียนอันตรายจีบิงสถาบันรอดนีเนียร์บอปเดทไทยประกาศโปรโมตเองชัวไก่สูปีติปซาขนมสรุปขณะดำไล่กับปงดำกับบาโจจังกุมหก มันไร้การจะไล่จุดรอมันไร้บานในเยทาสถาบันรอจำนวนดับบานเป็นเชื้อโดยไฮท้าปุ่กเกลังร่วมคะแนนจอไก่สูปีเหมือนเต้าขนมจมลาบประหลาดพอสรบได้กับปงกอสเตอร์เลยติปซาจำนวนเมื่อเริ่มเหมือนเต้าได้กับปงดำกอตุกในขนมคะแนนระบาดรอดรัฐบาลไทยบานมองไฮก็ได้รูปฟังทาสถาบันรอดมวยจำนวนเตี้ยในไอเมื่อตะเพียบเต็งจอไก่สูบันไทยตอบตามกล่าวเป็นวันเดียวกับโลกโม อันยาโทจอไก่สู้ระบาดไทยมีกลมโรงขนมกาประมาณประโมประจำนวนสามสกุลเลยโดยละอันเล็กในขนมกาช่วยความตรอดได้กลมโรงนี้ขนมกาเดชสารลำไรจอไก่สู้ขนมซับได้กลมปงทะเลไทยจางกลมหกมันใจเดือดได้หนึ่งเชียงจะเป็นเต็มมาเลซีในสัปดาห์ไกลนี้ดับใบเฟอร์กาเหตุสารขณีอัมพีเดชสารลำไรจอไก่สู้เลยติปซาดำเบียบเต็มใบบางจองกรองขณีชีกนักกรรมธิการปฏิบัติจุดสัตย์ติปซาโดยจีไทยมาเลซีในอันโดนีซี กูว่าเป็นเจ้าท่าลำไรชัวกันสู้ขนมเป็นเจ้าไทยบานทะเลชัวมันเตรียมพอดมันทรมิ้นคือมวยเดือดละจนใส่สปรัมใบเดือดละขนมมวยกิโลกรัมบัดเทียบชนะมดลำไรชัวกันสู้เมื่อระหดดาเต้ปีเดือดละจนมาเพย์ปรัมใบเดือดละขนมมวยกิโลกรัมไอ้น้อง
ប្រធានាធិបតីចិនបានពមៀនទីក្រុងហុងកុងមិនអាចឆ្លោះឆ្លើយឬបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែនខាត់ចំពោះមុខភាពតានតឹងនៃសកលលោកទីក្រុងហុងកុងមិនអាចឲ្យមានការបែកបាក់កើតឡើងមានឡើយដោយសារតែទង្វើទ្វេប្រហែសឬក៏មកពីចំនួនផ្ទៃក្នុងណាមួយនៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងសកលលោកដល់តានតឹងនៃបច្ចុប្បន្ន នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលស្គាល់ហុងកុងគឺជាសង្គមបែបពហុវចនៈដែលមានចក្រភពវិស័យផ្សេងគ្នានិងសូម្បីតែភាពខុសគ្នាយ៉ាងផ្ទុយស្រឡះជុំវិញបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនក៏បន្តែការធ្វើអ្វីៗទៅជារឿងនយោបាយឬការបង្កភាពខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដូចជាការញុះញង់ឲ្យមានការប្រមូលដាក់គ្នាដោយចេតនានោះនិងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឡើយ ទៅទៅវិញកថាទាំងនេះមិនអាចជួយអ្វីក្រៅពីការរៀបចំយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ទីក្រុងហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងរំលឹកបែបនេះនៅក្នុងពេលចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាគម្រប់ខួបម្ភៃឆ្នាំនៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាន់កាប់ដោយចិនពីគោកនិងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់វេទកំថ្មីនៃរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកអ្នកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិយាកោជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមព្រឹកសេចក្តីរាយការណ៍ការពិធីផ្សាយមិសិលមិញជាថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឥឡូវនេះថ្ងៃ១រោចខែអាសាជាថ្ងៃចូលព្រះវស្សាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តិពីព្រោះអ្នកស្រុកអ្នកសាយគេប្តឹងថាកូនចៅរបស់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដើរប្រសិទ្ធប្រសាជនសន្ទូងជនស្រុកជនដំណាំគេពីព្រោះជារដូវគេដាំដុះនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជារដូវដែលធ្វើស្រែចម្ការពេញទំហឹងម្លើយដំណាំដាំដុះក៏ដុះព្រោងព្រាតបើភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុនីដែលប្រព្រឹត្តព្រាបមិនមានទីកន្លែងឆ្នះអាស្រ័យយ៉ាងនេះបើនាំឲ្យរំខានដល់ ការធ្វើស្រែចម្ការហេតុនេះហើយអ្នកស្រុកក៏បានប្រឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិថាចាប់ពីថ្ងៃទី១រោចខែអាសាឥឡូវកំឡុងបីខែតរមកនេះសូមឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅមួយកន្លែងនៅតាមទីវត្តអារាមដែលមានខណ្ឌសីមាឬក៏តាមព្រៃឈើគល់ឈើទីកន្លែងណាមួយសមរម្យហើយឲ្យនៅបីខែសម្រាប់ទី១គឺ មនោដាប្រសិទ្ធប្រសាទជនសន្ទូងគេទី២គឺនៅបានសិក្សាអប់រំបន្ទុំចិត្តសមាធិកម្មដ្ឋានហើយនឹងសិក្សាបន្តរទៀតឲ្យជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរុងរឿងរួចហើយដល់ចេញភាសាក៏នឹងយកចំណេះវិជ្ជាទាំងឡាយនេះទៅផ្សព្វផ្សាយតរទៀតដោយមានពិធីកឋិនទានបាទនេះជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបខ្លីនៃពិធីបុណ្យចូលវស្សានៅសហគមន៍បរិយាកោយើងមិនមានអីចូលវស្សាទេមានតែខ្ញុំបាទនិយាយតាឲ្យនឹងជីមកបីអ្នក
ហើយនឹងកំរើមកពីនៃបុណ្យឡងពៀរយារបស់លោកនៅសវាងពីរដ្ឋចរចាមករៀបចំយ៉ាងស្អាតហើយពៀរយារបស់ខ្ញុំបាទក៏តែងតែតុបតែងពីផ្កាដាក់ថ្វាយព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ស្ងួយស្ងប់នៅផ្កាចន្ទទូពេញបន្ទប់បាទនេះជាករណីនៃក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងខ្ញុំបាទក៏តែងធ្វើទីកិច្ចគោរពបូជា នាំមកការបាទព្រះមានបាទជុំលុបអីទេបាទព្រោះវាអស់កម្លាំងដល់ពេលទៅធ្វើការថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងវាឡើងតែម៉ោង8ម៉ោង9បាទទទួលទានបាយម្លាយវាអស់កម្លាំងក៏និត្រាលក់ស្កប់ស្កល់រហូតដល់ម៉ោង2ព្រះម្ដងម៉ោង4ព្រះក្រោយឡើងធ្វើវិជុនេះបន្តរហូតដល់ម៉ោង7បាទនេះជាកិច្ចវត្តរបស់ខ្ញុំបាទមួយលើ បាទតរនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបរំលឹកថា
sân đai chiên bò dưỡng bạn chỗ được trong đây ở hơi bạn chấm luôn mà phải pram ấy cơ ní ở các bạn bánh chỉ bánh xâm lập thì giang trên trâu mà sao mày ní bạn bánh thì toàn hòn hạt bạn bánh xâm lập đã thân nằm toàn hòn ở tớ bánh bị bực nghệ lãng cười xa lọ bạn cười bị bực cười bò bài toàn sư để bình viết đó là nghệ tớ cười bò bò bè cứ về sau ở hai bàn hãy có miền phiêng một tiết có vấn đề cả bánh thân nắm cái ta hỏi tại bánh đó đầy bì bóng hãy phiêng bóng mà đầy tế bì bồ bì chiếp cho là cái nông rút cái chiếc cho cái nông xe máu cái nông bì cái nông ai hai bàn mà ní cái dưỡng rộng chạm tế về lũ hỏi nâng bà mô bà bà hạ ca giật thiết chui xóm ở dưỡng dưỡng cơ nông bán phá lọ mà cả tiền mình chui tế dưỡng cơ mình đang từ mạch tế đôi kế đôi hành bạn cơ bản thì bản tế kế kế miễn chô xa mạc cung xâm rạp khát dưỡng bùm bàn chô xa mạc cung thế bởi dưỡng một mấy dưỡng mình sau đăng ấy dưỡng thuê ca mình toán dưỡng chô mình toán kế nếu cho nằm bà mạ ní kế nâng bà mẹ bà mô lo chô chia sẽ mà không đọc tiền bạc diễn cơ năng chô lên kế xâm rạp thì nếu cả khát bằng mà cho mấy dương riêng sốt bằng đá bằng đá với cá bằng đá bằng đá mà đi chia sẽ cái đầy đề cá bạc lầy hơi mì giả thiết chúng bác có tiện tố nửa lúc cái đất sốc nên rồi cái đồng trả lọt chúng ngài bậc lan bì bóng nước mình bàn sắc mạc tù lực sạp tờ bay buồn đón lúc mình đàn lướt ở cái tục mai xa lúc của mình trả lời mình đang rừng ấy và hai chia lúc chư của mình đang lúc rô vô ấy của mình đang cứ mình đang kiểm bát trong chùm riêng qua thá tức là bỏ dưỡng nó với chốc hồ hơi vì nâng bán sạch lấy thá vì lên chuồn lên chú tôi bay phiền giờ này có nói phiền rồi thằng ấy cái bàn tay bàn tay bàn tay mình ai thui ở tận nâng chuồn chu bàn tay mình lấy ai nâng chạp co sang biển bàn thì ba xong chuẩn bị tạm biệt chú hay lúc có vài chiếc bàn sẽ nạp tiếp lúc nãy bàn sẽ nạp xong chuẩn bị từ lúc cái này chọc bón tha lúc chỉ mi chiêng từ biển lu nâu mà rèn cô nâng tức bia sọ là mồm chặt chén phứ bàn hơi bà chăm bát bàn từ mưa cà pí ngày sau mà sao mình nè cứ người ta xòm rốm là mồm nâng thứ ba nói cả lâu đất mò đất cù đất ấy có về rừng mồm đang bay chỗ từ căn bàn mà chỗ từ căn bàn thế dưỡng đất tám đây mà càng căn nó mốc dưỡng được thứ thứ nói căn nó đang bay được đất pí căn nó mốc có về chỉ cá xuống một dạng đài bà ni xong tiền chiếp xong chùm riệp lúc này nà bàn đư hãy có xong người ta chùm riệp từ lúc cái nạch dốc thà biên với lý cú nâng chạp sáng biển hai bà xong lộn chơi một bên đất mượp tỏa tờ cú rưu mình cú bà chắc rây rây ca bọc chùm bà chân mặt thà chọc trem tè bà nét chùm bà đau xướm rây ca bì bà rây ăn cố cà rong rau lén rõn nọt khai ná xa hà rõt Amerik